DMTV xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay thì mình xin review cho quý vị và các bạn một cái căn nhà ở khu vực Yên Duyên. Đây, thì xin giới thiệu đây là cái ngõ vào. Ngõ này thì ô tô vào thoải mái. Đấy, ngõ này là ngõ 283 đường Yên Duyên. Đấy, thì có thể thấy là cái khu này thì khi mà đi thẳng này rẽ trái ra thì sẽ ra đường vành đai 3 luôn. Đấy. Thì tiếp sau đây thì mình sẽ quay trong khu nhà. Đấy, quay trong khu nhà để xem là các thiết kế này, sân vườn nó sẽ rộng rãi như nào. Nào let's go, chúng ta cùng đi vào trong phía trong ngôi nhà. Đây. Ta có thể xem khá là rộng. Đấy. Thì đây. Đây là cái khu sân vườn. Khu sân vườn này thì nếu mà bỏ cái đống cây đi thì có thể để ô tô được này, rất là rộng. Đấy. Các bạn có thể xem cửa này. Sân này. Đấy. Đây là gạch nát đây. Nội thất tuyệt vời. Nội thất quá tuyệt vời. Tường xây nhà khung chắc chắn, lên tầng thoải mái. Hệ ốp gỗ. Đây. Tối không bật điện cho sáng anh. Vâng, chỉ bật điện lên một chút cho sáng. Cho thoải mái. Đó, các bạn có thể thấy nhá. Các kiểu không ạ? Chủ nhà là để lại là tất cả về cơ bản là nội thất gắn tường. Đó. Sofa chất. Còn nếu như mà khách mà ưng các đồ nội thất đang có sẵn thì cũng có thể thương lượng với gia đình để gia đình có thể để lại. Đây, chúng ta cùng tham quan khu bếp một chút. Đây, khu bếp. Rộng rãi, thoải mái. Hướng ra phía sân. Rất là thoáng. Ở đây cũng có lắp hệ cửa chống côn trùng rồi. Yên tâm. Đó. Cực kỳ rộng. Hệ tủ bếp cực tốt, cực xịn luôn. Máy hút mùi đủ cả. Bếp ga âm. Bàn ăn. Tiện thể chúng tôi cũng xin giới thiệu luôn là căn nhà của chúng tôi đang giới thiệu với các bạn đây là nhà hướng Đông Nam nha các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ cùng đi vào phía trong một chút, lên phía cầu thang. Đó, đây, hệ cầu thang gỗ. À. Nhà vệ sinh. Chị ơi, xin phép chị một chút nhá. Đây, chúng ta cùng lên xem tầng 2. Nhà xây trên khuôn đất rộng cho nên chỉ xây có 2 tầng thôi anh chị ạ. Đây. Cầu thang rộng thoải mái luôn. Đây, chúng ta cùng nhìn từ phía trên nhìn xuống nhá. Nhìn từ phía trên nhìn xuống này. Cầu thang rộng chưa? Đó. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Đó. Khu khô, khu ướt rõ ràng. Đấy, ngăn kính. Rồi, chúng ta cùng xem các phòng chức năng nhá. Đó, khu này là khu tập gym, tập thể dục. Rồi, bên này là khu phơi đồ và để máy giặt. Một căn phòng nhỏ, phòng thờ. Phòng thờ đây. Rồi, chúng ta cùng sang khu phòng ngủ nhé. Đây.
một phòng ngủ, sàn gỗ, tủ gỗ, trần này cao, rộng rãi thoải mái luôn, các bác về ở tha hồ mà thiết kế. Nhà này hướng đông nam thì quá mát rồi thì nè. Đây mình mở phòng này ra nha chị nha. Nha. Phòng của chị còn vừa chị làm việc. Phòng này phòng làm việc hơi bề bộn một chút, nó hơi tối, tôi cũng không tiện. Các bác thông cảm nhá. Nhưng mà về cơ bản thì các phòng đây thì thoải mái rồi. Yên tâm. Đó. Đây là chúng ta chỉ đấy mà ở thôi, mà ở thôi. Bác nào mà có điều kiện thì lên thêm tầng nữa thì tha hồ. Tôi nghĩ thì đối với công năng nhà này thì quá thoải mái rồi. Đấy. Xây dựng ở đây cũng rất là dễ. Xin giấy phép xây dựng này. Và kho đi. Kho, chả để làm gì. Nhà thừa chỗ để luôn. Quá rộng rãi. Quá rộng rãi. Này. Gỗ chắc chắn lắm. Đấy, các bác cho ý kiến, cho chúng tôi ý kiến xem là căn hộ này như thế nào, hợp lý không? Thì nếu mà bác nào mà có nhu cầu quan tâm mà giao dịch căn hộ này, nhà này thì có thể comment phía dưới, ở phía dưới hoặc là để lại số điện thoại thì chúng tôi cũng sẽ liên hệ và báo giá cho các bác. Các bác quan tâm những sản phẩm tương ứng thì cũng có thể là gọi lại chung chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu các bạn những sản phẩm tương ứng ở khu vực lân cận hoặc là khu vực khác với những concept sản phẩm như thế này. Cảm ơn. Số điện thoại các bạn lưu ý là số điện thoại của chúng tôi là ngay phía dưới chân màn hình nhé. Đừng quên like and subscribe. Xin cảm ơn.